Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện bàn môn đạo sĩ tại Chí Quái Thế Giới tập 87 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua dòng đọc Hoàng Vinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 811 Bắc Âm Thái Quyền Bắc Âm Phòng Đô Sơn Kim Cung, đại sảnh cung điện tĩnh mịch đen như mực. Một đám người xếp bằng ở đây thân hình chui vào hắc ám, không khí quanh quẩn một cái mùi thơm nhàn nhạt. Đây là mùi thơm của bất lão khuẩn. Theo hô hấp, từng đạo tinh khí hòa trộn với dược lực của bất lão khuẩn dung nhập vào cơ thể. Bay nhảy, lúc này có một quan điệp màu đỏ bay đến trước mặt, lên đỉnh đầu xoay quanh mấy vòng quá thành quan điểm đầy trời. Lục khiêm hơi có cảm ứng, đây là tin tức của quyền lão hạt đế. Gã đã phá giải tọa độ của U Minh bảo ngũ đấu linh quân cùng với cao thủ lôi kiếp khác đến đây bàn bạc sự vụ tọa độ u minh lục khiêm phất tay xua tan hoang mang đại điện một lần nữa trở nên hắc ám bên trong bóng tối sắc mặt của hắn âm tình bất định trước đây đã từng nghe cái thứ như vậy rồi lục khiêm còn tưởng rằng là tọa độ bình thường tiểu tinh thần khác dần dần hiện tại quyền lão hắc đế nói như vậy cảm giác sự việc thật đúng là không có đơn giản. Tọa độ toát ra khí tức không có giống như một ngôi sao nhỏ bình thường. Tọa độ u minh này phải là thật hay không đấy? Mang nghi hoặc đi ra cửa, cưỡi cử mây đến trường nhạc cung ở Thiên Trung Thành. Bãi kiến linh quân, thuộc hạ bái kiến phong đô đại nhân. Quỷ thần trên đường cung kính chào hỏi, địa ngục ác quỷ, sơn tinh chi quái, dạ xoa sơn tiêu, cho dù là quỷ thần hung ác cỡ nào, nhìn thấy Lục Khiêm đều phải cúi đầu bái phục. Trước kia, Lục Khiêm là linh quân thứ sáu, chức cao, quyền không nặng. Từ sau khi mà sự tích hắn cứng rắn, chống lại hai động chân được lan truyền. Địa vị gần với đông đẩu quân là nguyên thần, địa vị xếp hạng thứ ba. Ở trong ba dạng sáu ngàn quỷ thần, đứng thứ ba trong tam địa mười quốc, địa vị không thể nói là không cao. Lục Khiêm gần gật, gật đầu, chỉ chốc lát bay đến Thiên Trung Thành. Phụ cận Trường Nhạc Cung, Thiên Trung Thành hoàn toàn đã biến thành địa bàn quan cảnh Thiên Cung, toàn thành đều là quỷ thần. Âm phong gào thét, quỷ khí thật sâu, quỷ thần cả ngày hưởng lạc, tiếng gào thét nối liền không dứt. Đèn lồng đỏ chót, treo ở cổng thành, sương mù màu xanh lục, làm cho cổng thành không nhìn thấy rõ, lờ mờ nhìn sang đầu tiên là hung thú há to cái mồm đi vào hoàng kim điện trong trường nhạc cung. Người bên trong đại điện đã đến đông đủ rồi. Ngũ đấu linh quân bao gồm cả yêu nguyệt cũng đã đến từ sớm. Còn có ba trấn chủ đến từ lãnh địa ở hải ngoại. Ngoại trừ yêu nguyệt, đây là cao thủ lôi kiếp, nhưng mà thực lực yêu nguyệt cũng không kém. Từ khi mà làm tu la điện chủ, tiếp nhận di sản của tu la nhất tộc, tốc độ tu luyện của hai người nhanh chóng, rất nhanh đã bước vào đại A-tu-la trung kỳ tương đương với tu di quả kiếp. Hai người hợp nhất, sức chiến đấu không có thua gì lôi kiếp, ngược lại có tư cách tham gia hội nghị này. Quyền lão hắc đế ngồi ở vị trí chủ vị, đầu vuông mắt tròn, tài to gây quả. Nhìn ngây thơ chân thành, nhìn thấy pháp thân dạng trượng của gã, không cho là như vậy. Đều tới đông đủ rồi sao? Quyền lão hắc đế đứng dậy, liếc nhìn xung quanh. Đông đậu quân khép hờ hai con người, bình yên tự tại. Nam đấu quân, thân sắc hung ác nham hiểm, tà khí lậm nhiên. Một đôi sắc bén, quét mắt nhìn đám người, giống như là con rắn độc, núp trong bóng tối. Những người khác, thân sắc không có giống nhau, bầu không khí cũng tốt hơn nhiều so với trước khi mà tiến vào động chân. Trước đây, Dương Triều câu ly, bao dây âm cảnh thiên cung, có một số người đã động tâm tư không nên động. Mọi người chắc hẳn cũng biết rõ vì sao mà đến, Lão phù cũng không cần phải nói nhiều, quyền lão hắc đế đi đến trong đại điện vỗ nhẹ lòng bàn tay của mình hai lần những cái phiến đá cẩm thạch sẫm màu dưới chân đã sáng lên lấy quyền lão hắc đế làm trung tâm phù văn giống như là cái mạng nhện văn đầy đại sảnh kính mười trượng sau đó đồ án trắng tinh treo trên bầu trời tạo thành một quả cầu phù lục ba chiều bên trong quả cầu là một cái lỗ đen như mực một luồng khí lạnh vô cùng tản ra hàng ý dần lên từ trong lòng của mỗi người. Đây là tọa độ u minh sao? Đông đậu quân tẩm tắt lấy làm kỳ lạ, cái loại năng lượng này thật là tinh thuần. Đúng vậy, lão phu chưa bao giờ nhìn thấy năng lượng tinh thuần như thế. Mắt của cổ thường thiên chăm chú nhìn pháp trận, trong lòng không khỏi dâng lên một sự tham lam. Nếu là thật sự, như vậy tu vi của tất cả mọi người có thể leo lên một bậc thang lớn đừng có vui mừng quá sớm bên kia chắc chắn cực kỳ nguy hiểm hơn nữa vẫn chưa có phân tích xong tọa độ bản tọa cần mọi người đồng tâm hiệp lực tọa độ này rất là cao cấp ẩn chứa lực lượng tin tức rất là sung túc vì để tránh cho truyền tống sai lầm có thể còn cần phải một đoạn thời gian nghiên cứu lục khiêm nhớ tới tao ngộ với đại từ tôn trực tiếp đi chẳng qua là phải tự chui đầu vào lưới sao mà cái thứ này không thể nói thẳng dù sao, bí mật này quá lớn, hắn không có cách nào mà giải thích làm sao biết rõ. Đại từ tôn chính là phản tạc từ đầu đến cuối. Một khi mà lộ ra bí mật này, hắn hẳn phải chết không có nghi ngờ. Căn cứ vào tin tức thu thập trong khoảng thời gian này, tên đại từ tôn này giống như là một hát bạch vô thường rất nhiều. Chương 812 Chúng ta đến độ người Lục Kim đạt được thái quyền ở bên trong bắc âm thái quyền chế ma hát thuộc linh thư chính là cái tên của đại từ tôn thái quyền cũng có rất nhiều nhưng mà đại từ tôn thái quyền chỉ có một cái cho nên chỉ có thể quyển chuyển khuyên nhũ. nhưng khi nhìn thấy cảm xúc buồn nhiệt của đám người lục khiêm không có thuyết pháp làm cho người tinh phục thì bọn họ sẽ không có dễ dàng từ bỏ u minh quá nguy hiểm tại hạ cho rằng cẩn thận một chút thì tốt hơn lục khiêm nghĩ nghĩ nói không có riêng gì bọn họ, đồng thời cũng là vì chính mình. Lỡ đâu thật sự dẫn người tới, nói không chừng có thể ảnh hưởng đến hắn. Đương nhiên, quyền lão hắc đế nói, nhìn thấy như thế, lục khiêm không có còn kiên trì. Trong trí nhớ đại từ tôn, từ lúc đột phá động chân đến hắc bạch vô thường tới, tối thiểu là cách xa nhau 200 năm. Quyền lão hắc đế mới đột phá 10 năm, hắn là không có nhanh như vậy. Cung chủ lần này ta không tham gia, gần đây tu vi của ta đến bình cảnh, dự định bế quan một trận. Lục Khiêm vẫn cảm thấy nên ổn thỏa một chút cho thỏa đáng, ngay cả khi đó là một khoản lợi ích nhỏ. Mấy năm này nhìn xem có thể xông lên nguyên thần không? Yêu Nguyệt cũng biểu thị không đi. Người không đi sao? Quyền lão hắc đế hơi kinh ngạc. Tiểu tử này bình thường, gan to bằng trời. Lần này làm sao mà cẩn thận vậy? Được rồi, vậy ngươi dạy nguyệt phụ trách xử lý thường vụ làm phiền các ngươi. Nói xong, quyền lão hắc đế lấy ra một khối ngọc tỷ. Đây là ấn của Hoàng Kim Điện. Những sự vụ bình thường, lục khiêm cũng có tư cách xử lý. Trong quá khứ, loại công việc này được giao cho cổ thương thiên. Hiện tại lục khiêm có thể một mình đảm đương một phía. Thừa dịp cơ hội này, tôi luyện người này một chút. Được, lục khiêm nhận ngọc tỷ sau đó quay người rời khỏi. Mấy ngày sau, luôn đóng cửa không có ra ngoài. Thỉnh thoảng phải xử lý một vài sự vụ mới ra ngoài. Mà cái bọn người của quyền lão hắc đế thầm cư không ra ngoài, xem ra đang giải quyết những cái vấn đề then chốt. Sau 3 tháng, trong Hoàng Kim Điện, một quan cầu trắng tinh có bán kính 20 trượng lơ lửng trên không trung. Nhóm 8 người quyền lão hắc đế đứng xung quanh pháp trận cổ thương thiên tay cầm một ngọn nến thắp sáng cắm vào nhanh chóng rút ra ngọn nến không có bất kỳ biến hóa nào thời gian như nhau quyền lão hắc đế nhướng mày nói người lại để lâu hơn một chút cổ thương thiên nghe vậy lại bỏ vào đại khái sau một lát chậm rãi lấy ra tốc độ cháy của bên kia chậm hơn gấp trăm lần so với bên này nói cách khác bên này trôi qua một trăm ngày bên kia mới chỉ có một ngày À, vẫn được. Ngoài việc duy trì một chút tổn thất của pháp trận, tốc độ chảy này vẫn có thể chấp nhận được. Sau đó cổ thường thiên dẫn đầu đi vào, mọi người chờ ở bên này. Chỉ chốc lát sau, cổ thường thiên đi ra, thần sắc có một chút kích động. Hẳn là u minh, tinh khí của u minh cao hơn bên này gấp trăm lần, tạm thời không nguy hiểm. Đám người lần lượt đi tới. Cảnh tượng thay đổi, thế giới trước mặt một mảnh đèn tối, bầu trời trong xanh mờ ảo, âm phong từng cơn, âm trầm kinh khủng. Được, đạt được mà không mất một chút công phu, vậy mà tự mình đến đây. Lúc này bên tai của mọi người gian lên thanh âm du sướng của một nam tử. Quyền lão hắc đế chấn động trong lòng. Chỉ thấy hai nam tử, một đen một trắng đứng phía sau. Nam tử mặc áo đen bên phải đang hưng phấn nhìn mình nói. Đạo hữu chúng ta đến độ ngươi còn không mau mau quý vị. Hai người này có trang phục giống với hát bạch vô thường, giọng nói phách lối cuồng giọng, mở miệng bảo người ta khuất phục. Bạch vô thường đứng bên phải cầm khóc tăng bổng màu trắng, hơi chào đã một cái, một tia sáng trắng bay ra, quang mang màu trắng to bà thước phá dở lối ra của pháp trận. Một bên khác, người phụ trách trong coi pháp trận la lên, không biết đã xảy ra cái chuyện gì ngươi lại quyền lão hắc đế âm thầm đề phòng trong lòng kinh ngạc đến cực điểm hai người này lặng yên không một tiếng động xuất hiện phía sau lưng của mọi người hơn nữa còn không có bị mình phát hiện tu vi có thể hơi mạnh nhóm chúng ta hai người đối mặt cười một tiếng trăm miệng một lời âm soái địa phủ vô thường giam giữ nói xong đỉnh đầu có hai người xuất hiện mũ cao một mũ giết người đã tới một cái khác mũ giết bây giờ bắt người hắc vô thường bước ra một bước xiên xích trong tay như hát xà bay ra theo ống tay áo chui vào hư không lại xuất hiện phía sau quyền lão hắc đế quấn chặt quanh người gã như một con rắn quyền lão hắc đế hư lạnh một tiếng thân hình cấp tóc cất cao Xiên xích không có chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt rung động sau một khắc đã đứt đoạn lực khí rất lớn Bạch vô thường triều tức cười một tiếng, không có đặt quyền lão hắc đế trong mắt chút nào. Đột nhiên xuất hiện bên cạnh, khóc tăng bỏng gõ nhẹ vào đầu. Quyền lão hắc đế hơi ngây người, sau đó mất ý thức. Chương 813 Nắm giữ đại quyền, đối tận giết tuyệt. Đây là một loại gông cùm xiềng xích, có nguồn gốc từ công pháp bản nguyên. Thực lực đối phương gần giống như gã, có lẽ mạnh hơn một chút nhưng mà cũng không phải là không có một chút sức phản kháng nào. Giao chiến trong mấy hơi thở ngắn ngủi làm cho gã khó chịu nhất chính là sự khắc chế của đối phương, một loại khắc chế vô hình. Cung chủ, người không sao chứ? Nhìn thấy quyền lão hắc đế té xỉu, đám người kinh ngạc hô lên hấp dẫn sự chú ý của hai người. Hắc vô thường liếc qua đám người. Tu vi bình thường thôi, âm tướng mới được quy dị, các ngươi làm phụ tá đi ống tay áo bay ra mấy cái đạo xiềng xích khóa chặt đám người những người này không có lực phản kháng chút nào bị bắt sống tại chỗ mà pháp trận cũng đã bị hắc bạch vô thường phá hủy đám người bị bắt vào cái chỗ sâu trong u minh tất cả những việc này xảy ra quá nhanh căn bản không kịp phản ứng một âm ma đầu trâu lo lắng đi lại trên trán đổ mồ hôi mười tên quỷ thần của sở trường pháp thuật khu chiên gõ trống sửa chữa phục hồi pháp trận pháp trận nổ tung lực trùng kích đánh bay ngưu đầu và các loại đạo binh hung hăng đâm vào trên giá tường làm sao bây giờ pháp trận đã bị quỷ rồi xong lần này biến mất các đại nhân còn chưa có trở lại lúc này một người đầu rồng nhẹ nói cung chủ trước khi đi đem sự vụ giao cho phong đô đại nhân nếu không tìm hắn cầu cứu đi được ngươi dẫn người đi tìm phong đô đại nhân phải nhanh lên đó. Ngưu đầu tướng quân nói, bên kia pháp trận hầu như là tất cả các cao thủ của âm cảnh thiên cung, nếu tất cả bọn họ bị lạc ở đó, như vậy âm cảnh thiên cung xong đời rồi. Bắt âm phong đô sơn, ngươi nói cái gì, pháp trận đã bị hỏng sao? Lục khiêm nhìn người đầu rồng, người đầu rồng cả người đầy mồ hôi, thở hồng học quệ quại trả lời. Đúng vậy, đại nhân của phu trần ti đều nói là không sửa được hiện tại chỉ có thể neo lại vị trí cần bao nhiêu thời gian lục khiêm trầm ngâm một lát hắn cảm thấy lần này không phải là ngoài ý muốn xem ra dự cảm của mình đã thành sự thật rồi nếu như không có gì bất ngờ xảy ra quyền lão hắc đế này cũng đã vào cương vị không biết rõ các đại nhân không có nói người đầu rồng nói chuyện này có bao nhiêu người biết rõ Lục Khiêm nhìn về phía người đầu rồng. Các vệ binh của Hoàng Kim Điện còn có các đại nhân của Phù Kinh Ti bọn họ cũng biết rõ. Được, ta biết rồi. Đầu ngón tay của Lục Khiêm nở rộ một luồng kim quang. Kim quang giống như cá bơi linh động nhanh chóng xuyên qua đầu của người rồng. Người đầu rồng thần sắc ngạc nhiên con người tan rã. Một vết nước từ đỉnh đầu lan tràn đến bên dưới hồng. Cả người phân thành hai vết thương bóng loáng chặt chẽ, không có một chút huyết dịch chảy ra. Lục Khiêm không có nhìn thẳng vào thi thể, đôi môi khẽ mấp máy, dường như đang truyền âm cho một số người. Truyền đến một tràng tiếng bước chân, một nam tử trung niên có đôi cánh bước tới, đệ nhất vô lượng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này kinh ngạc nói. Đại nhân, ngươi đây là... Lát nữa đi với ta tới một nơi. Đúng rồi, nhân tiện thông báo cho hai tỷ muội yêu nguyệt tập hợp ở Hoàng Kim Điện. Chỉ cần hai người bọn họ nếu như điều kiện cho phép thuận tiện gọi cả Giang Minh. Nói xong, Lục Khiêm bước ra một bước biến thành người rồng vừa rồi rời đi trước mặt của bao người. Lần này phải diễn nhiều trận đùa giỡn rồi. Lục Khiêm thở dài thật sâu. Đây là một tin tức xấu. Tin tức này một khi mà truyền đi vậy thì sẽ chết không có chỗ chôn Dương Triều Câu Ly quyết truyền Ngọc Hoàng Phái Ngọc Kinh Sơn còn có các thế lực hợp tác khác đều sẽ nhào lên. Những người trước kia Lục Kim đã đắc tội cũng không có tùy tiện buông tha cơ hội này. Tin tức tốt là mình biết thất thập nhị biến, chỉ cần không có đứng trước mặt của cao thủ động chân, hẳn là điều có thể giấu giếm được. Cho dù như thế nào, thanh lý người không có phần sự trước. Chỉ chốc lát, Lục Kim đã đến Hoàng Kim Điện. Một lão đầu tiên phong đào cốt mang theo chúng đồ đệ chờ đã lâu, sau lưng còn có mấy người đệ tử đi theo. Bần đạo Thái Hòa bái kiến đạo hữu. Lão đầu cười nói, nói đến thì các hạ không có cùng nguồn gốc với ta. Ồ, sao lại nói vậy chứ? Lục Khiêm cười đáp lễ, lão phu năm đó là chủ của Thái Hà Sơn. Thì ra là thế, Lục Khiêm bừng tỉnh đại ngộ, năm đó nhận mệnh chính là chủ của Thái Hà Sơn, về sau mình đổi thành phong đô sơn luận bối phận thái hòa còn là tiền bối của lục khiêm lục khiêm trực tiếp tiến vào chủ đề nói tình huống như thế nào trong lúc nói chuyện đệ nhất vô lượng mang theo hai tỷ muội yêu nguyệt đến đây trong lúc nhất thời không có thể nói rõ ràng đại nhân tự mình đi xem đi chương 814 nắm giữ đại quyền dưới sự dẫn đầu của thái hòa Mọi người đi tới đại điện, đại điện bóng loáng như gương trước đây. Không biết tại sao sàn nhà đã nổ tung toàn bộ, giống như là trải qua một trận nổ lớn. Đệ nhất vô lượng đi một vòng quanh pháp trận đã bị tàn phá, gật đầu với lục kim. Tình huống đại khái chính là như vậy, lão phu cũng không có nắm chắc. Ta biết rồi, lục kim gật đầu. Giết! Giờ phút này, lục kim bỗng nhiên thốt lên, nhân hoàng kiếm bay ra từ trong miệng, sau đó xoay người, đầu của Thái Hòa rơi xuống đất. Đám người yêu nguyệt, đệ nhất vô lượng vừa ra tay, không có đến ba hơi thở, đám người trước mặt này đã mất mạng toàn bộ. Thi thể của Thái Hòa bay ra một đạo hoang mang. Hoang mang quyển quá ra một khuôn mặt người, đây là nguyên thần của lão. Người làm cái gì vậy? Người đây làm sát kẻ vô tội sao? Mặt người phẫn nộ nói, ta không tin ngươi được. Lục khi mặt không có biểu cảm gì, không cảm thấy ái nái chút nào. Lão phù phục dịch đã hai ngàn năm, chính là tâm phúc của cung chủ, cung chủ trở về sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lời còn chưa có nói hết, một đạo kim kiều trấn áp xuống, thái hòa hồn phi phát tán. Sau đó, đoàn người triển khai một cuộc thanh tẩy lớn, tất cả đạo binh và hộ vệ bị mạnh mẽ dùng mê hồn canh khống chế những người này tu vi không có cao khống chế tương đối dễ tất cả hoạt động như thường không có lộ ra bất kỳ manh mối nào lục khiêm liếc nhìn thi thể dưới mặt đất hắn không quan tâm đối phương có vô tội hay không nếu bí mật này bị bại lộ mình chỉ có thể chạy trốn thôi cho nên không có thể để cho người ngoài biết được pháp trận bị phá hỏng không biết phải mất bao lâu mới có thể sửa chữa hồi phục được lục khiêm nhìn về phía đệ nhất vô lượng hỏi Ngươi cảm thấy cần phải có bao nhiêu thời gian mới có thể sửa chữa phục hồi? Không quá rõ ràng, ít 300 năm, nhiều không có giới hạn. Bởi vì trận pháp đã nổ tung, tọa độ đã bị phá dở, căn bản không biết làm sao để mà sửa chữa phục hồi. Chỉ có thể xác định vị trí từng người một, trong lúc đó còn kèm theo nguy hiểm. Một đạo kiếm quang phá không lao tới, kiếm quang vững vàng dừng lại trước mặt của mọi người một nam tử anh Tuấn có con ngươi xanh biếc đi ra từ giữa bạch quang. Đây chính là Giang Minh. Tu Vi tăng lên rất nhiều, xem ra ngươi cũng đã tiến vào phòng kiếp. Lục Khiêm đánh giá Giang Minh giống như đã hòa vào một thể với thiên địa. Kiếm tu chi đạo, quan trọng nhất chính là người và kiếm hợp nhất. Gia quả này hầu như đã đạt đến cảnh giới thiên nhân cảm ứng. Người tu luyện kiếm thuật ở giai đoạn này không phải chỉ vì sức chiến đấu cá nhân mà có sức mạnh quỷ diệt thiên địa sức mạnh sát phạt thuần túy đúng vậy đa tạ đạo huynh đã dìu dắt cảnh giới đột phá theo lục khiêm xưng hô của giang minh cũng đã thay đổi lão nghi hoặc nhìn xung quanh nói đây là cái chuyện gì chẳng lẽ muốn tạo phản sao nghe lục khiêm giải thích xong giang minh lúc này mới phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề lục khiêm bỗng nhiên nói Ngươi ở lại chỗ này để mà làm đại thống lĩnh hộ vệ. Lát nữa ta lấy danh nghĩa của cổ thương thiên tiến hành nhận mệnh. Đã đến trình độ này sao? Giang Minh cười khổ nói. Chỉ đành phải bằng lòng chuyện xu xẻo này. Hiện tại cũng liên quan đến vấn đề sinh tồn của bản thân. Nếu như không giải quyết, thật sự phải chôn cùng giam cảnh thiên cung. Tính cách của Giang Minh bản chất hơi cực đoan. Gặp phải cái tình huống như vậy không hiểu sao lại hưng phấn hận là không thể đại chiến một trận với kẻ địch. Ngươi về để nhất vô lượng canh giữ trước, có tình huống gì phải nói cho chúng ta biết. Lục Kim giao phó xong một số việc, lập tức rời khỏi chỗ này. Trên đường trở về, hắn không có hiển lộ chân thần, quá thành một phi điểu xuyên qua những đám mây. Cảnh sát hai bên không ngừng lùi về phía sau, trên đường luôn nghĩ đến kế hoạch sau này. Đó là một thùng thuốc nổ. Lục Kim không khỏi thở dài đại quyền trong tay nhưng mà không phải là chuyện tốt gì. Loại tình huống này giấu giếm từ 3 đến 5 năm không phải là vấn đề gì. Tu sĩ nhiều thời gian dù là 3, 5 năm không xuất hiện cũng không có người nào cho rằng bọn họ gặp phải cái gì. Nhưng mà nếu tiếp tục thì có một chút không thể xử lý được. Hắn có thể dùng thất thập nhị biến, thỉnh thoảng lộ mặt một chút. Nhưng có rất nhiều thứ vẫn rất khó có thể ngụy trang tướng mạo có thể biến ảo nhưng mà ký ức liên quan và tất cả điện cấm địa cùng bí mật sử dụng là không có bất kỳ trí nhớ gì hai ba năm ba năm năm đều có thể tránh được nhưng mà thời điểm khác nhất chính là bị lộ tẩy cái này phải giao cho đệ nhất du lượng để xem khi nào lão sửa chữa phục hồi xong pháp trận thực ra trong lòng của lục kim cũng không có hy vọng gì cho dù có sửa chữa pháp trận cũng khó mà tìm được những người này chỉ có thể nói tận hết nhân lực. Chương 815 Thiên Đạo Lâu Ba dạng sáu ngàn quỷ thần này giống như một cái thùng thuốc nổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung lên. Lục Khiêm dự định tranh thủ đoạn thời gian này nhìn xem có thể đột phá nguyên thần hay không. Hình thành nguyên thần pháp dực, kể từ đó cũng coi là một mình đảm đương một phía chèo chống nổi cục diện rối rắm này. Sau đó Lục Hiêm bắt đầu thâm cư không có ra ngoài, thỉnh thoảng làm khách của một linh quân khác, những sự vụ bình thường tự mình ra mặt xử lý. Bắt âm phong đua sơn Tầng tiếp theo của trường xà thiết cậu địa ngục. Giới này chỉ là một ngọn núi cao lớn màu bạc. Lục Hiêm đứng dưới chân núi, âm phong tru lên, mây đen dày đặc như mực. Dưới chân là cương đào lấp lóe hàng quang. Phía dưới thiêu đốt quả nhiễm đỏ thẫm nhuệ khí sắc bén đâm vào mi tâm đau nhức quả diễm khiến cho nhiệt độ không khí tăng lên rất cao khiến cho người ta có cảm giác như đang ở trong lò lửa nếu không phải là lục khiêm là chủ ngọn núi này chỉ sợ phải đi một lần rồi lúc này có một nữ tử tóc đỏ xuất hiện bên cạnh lục khiêm dáng ngựa của nàng tuyệt đẹp lông mày cũng một màu với quả diễm đây là diễm trung tiên cũng là giới linh của bắc âm phong đô sơn trấn thủ sứ tất cả các tầng chức trách của mặt sầu cũng giao toàn bộ cho nàng đại nhân tầng này cũng đã sắp xong rồi diễm trung tiên nói được đưa tinh khí bản nguyên còn lại cho ta diễm trung tiên đã có chuẩn bị trước xoay tay phải lại lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu xám dài khoảng chừng bảy tấc đây là vật cần có khi xây dựng nguyên thần pháp dược thậm chí là động chân ở bên trong động thiên Thực ra nguyên thần pháp dược không cần nhiều tinh khí bản nguyên như vậy. Quan trọng nhất chính là nguyên thần thuần dương tăng thêm một chút tinh khí bản nguyên là có thể đạt được nguyên thần pháp dược. Lục khiêm hiện tại là dùng tài nguyên đổi lấy thời gian, lãng phí nhiều một chút cũng không sao. Thôn quả đồ cát và phụ sa trường hà địa ngục đâu? Hai cái này cũng đã sắp xong rồi, hẳn là tinh khí bản nguyên vẫn còn thừa đến lúc đó cho người thêm. Sau khi mà hiểu rõ tình huống, Lục Khiêm rời khỏi ngay. Trở lại phòng luyện công, Lục Khiêm ăn vào một bất lão khuẩn có hình dạng quyết Linh Chi. Linh Chi vừa mới vào trong miệng, đã có một cổ âm khí tinh thuần chạy khắp kỳ kinh bát mạch. Âm cực dương sinh, thời điểm toàn bộ hội tụ trong đan điền lại biến thành dương khí thuần túy. Đây là bất lão khuẩn giá trị ngàn dạng. Đây là linh đan dịu dược, làm cho người ta đi vào nguyên thần. Lục Khiêm một ngày ăn một viên, bất kể chi phí, để cầu nguyên thần nhanh chóng thuần dương. Trong thức hải, giao long tự do dập dờn ở bên trong hoàng tuyền, thân thể phát ra kim quang giống như mặt trời mọc. Rất rõ ràng, theo nguyên thần thuần dương, đồ vật vốn chỉ có thể hiện trong tâm trí với sự trợ giúp của pháp lực, sắp trở thành sự thật rồi. Lục Khiêm lên kế hoạch cho mọi thứ, nguyên thần pháp dược này của hắn chính là phải không có giống bình thường thời điểm lại từ tôn động chân mới cân nhắc thoát khỏi hoàn tuyền vẫn còn quá chậm lục khiêm muốn bắt đầu từ đan kiếp một kế hoạch đáp ủ trong đầu từ lâu rất nhanh một năm trôi qua tất cả bình yên vô sự nhưng mà mọi thứ còn lâu mới đơn giản như vậy một số môn phái có cứu giác nhạy bén sớm phát giác không có thích hợp ví dụ như thiên đạo lâu tổ chức sát thủ nổi danh này người bị bọn họ để mắt tới thường thường không có chạy thoát khỏi sự truy sát của bọn họ dù là một ngàn năm dạng năm mật thất u ám âm trầm trong đại điện chỉ thấp có một ngọn nến xanh mờ chỉ thấy bóng người mông lung mơ hồ hầu hết những người này đều đeo hắc thiết mặt nạ thậm chí không có hóc mắt áo bào đen như mực bọc cơ thể lại làm cho người khác không có nhìn thấy hình thể. lâu chủ, nhị trưởng lão của thiên kiếm môn đã đền tội. Thái Hoa, thiên thương hội quỵt nợ, thuộc hạ đã dẫn người giết chết cả nhà. Đám người nói với người duy nhất ngồi ở trung tâm. Ta biết rồi, âm thanh của chủ nhân có vẻ hơi hững hờ. Các người nhìn người này đè ép đã rất nhiều ngày rồi, gần đây cần phải giải quyết. Lâu chủ mở một cuộn giấy đó là thông tin và chân dung của Lục Khiêm. Tiền thưởng cao tới một tỷ, cũng là xếp hạng hàng đầu. Không rõ chi tiết, đoán chừng việc của Lục Khiêm đã quên, bọn họ đều nhớ rõ ràng. Hắn là người của âm cảnh thiên cung, không hay lộ diện, thuộc hạ phái người canh chừng rất lâu rồi. Có người tiến lên nói, gần đây có thể ra tay, không khí của âm cảnh thiên cung hơi kỳ quái. Ta nghĩ là bọn họ gặp vấn đề khó khăn trong việc tìm tòi tinh thần. Lâu chủ khoát tài áo nói, ta không có muốn nghe những cái thứ này, chỉ cần kết quả, ẩn sát đường chủ ngày mai lập tức xuất phát. Chương 816, 7 ngày tất lấy đầu người. Rõ, một người đeo mặt nạ hát thiết đi ra từ trong đám người, chắp tay chào hỏi, sau đó chầm rãi đã biến mất giữa đám người. Đây chính là ẩn sát đường, sở trường là thuộc ám sát, tên ẩn sát đường bởi vậy mà có. Sau khi mà đường chủ rời đi, đám người lần lượt giải tán. Nguy hiểm vô hình đang chậm rãi đến gần lục khiêm mà hắn còn không biết rõ. Dương Triều câu ly Trong cung đình, tử khí đông lai, ngàn sợi thủy khí, tinh khí đủ mọi màu sắc đã tạo thành những cánh hoa rơi xuống lạ tả giống như tiên cảnh. Một thiên nữ chân trần bay xuống theo ngàn dạng cánh hoa, dáng vẻ như hoa xuân y phục bồng bền điểm suyết thêm chuỗi ngọc càng lộ vẻ xuất thần thánh khiết đây là thái bình công chúa tố nga trải qua một hoen tu hành khí chất của tố nga càng ngày càng điềm tĩnh không nhỏ nhen nữa mà có phong độ của một công chúa của quốc gia lớn phi thằng thiên nữ chú đại thành lần này phong đô không có thể đánh lại ta tố nga còn nhớ rõ nam tử khiến cho nàng dâng lên ý nghĩ tu hành không hổ danh là con của ta phi thăng thiên nữ chú là công pháp ta đã đạt được trong lúc vô tình không ngờ phù hợp với người như vậy tu vi bây giờ của người không có thua gì lôi kiếp đánh bại phong đô là không thành vấn đề một quan cầu lớn xuất hiện trước mặt của Tố nga bên trong truyền đến thanh âm của câu ly thần dương gã thật sự muốn đến trước mặt cảm ơn tiểu tử phong đô này bởi vì hắn làm cho tố nga dâng lên ý nghĩ phấn đấu tố nga là hậu duệ duy nhất của dương triều câu ly nếu thật sự muốn trở thành hoàng đế cho nàng thì có gì đâu ban đầu là bởi vì tu vi của nữ nhi quá kém hiện tại là thời điểm cần nhắc truyền dị trước đó để nàng kiêu chiến tiểu tử phong đô này cũng không tệ được sự cho phép của phụ thần tố nga nhẹ nhàng di chuyển biến mất ngay tại chỗ không để lại một đám mây nào thần môn thành đầy trời cánh hoa dãy xuống, bạch tính ở phía dưới, nhào nhào lễ bái dưới chân tiền. Đôi mi thanh tú của Tố Nga trao lại, nhìn phong đô phủ đệ trong rỗng. Kỳ quái, người này chạy đi đâu rồi? Mấy năm trước tới đây còn có người, hiện tại sao mà không thấy người chứ? Thời điểm đang nghi hoặc, bên cạnh truyền đến âm thanh cẩn thận, nghiêm túc của một người. Công chúa Điện Hạ, sao mà ngươi lại tới đây? Tố Nga ngẩng đầu lên, một quan viên trung niên đứng trước mặt. Ngươi là... Tại hạ là thành chủ của thần Môn Thành, không biết công chúa bệ hạ tìm ai. Có muốn tại hạ hỗ trợ không? Phong Đô đang ở đâu? Tố Nga hỏi. Hắn đi đến Thiên Trung Thành. Thần Môn Thành chủ nói, trong lòng thấy kỳ lạ. Làm sao mà công chúa luôn tìm đến gia quả này? Chẳng lẽ giữa hai người... Vừa dứt lời, thân ảnh của Tố Nga trước mặt biến mất trong lòng của thành môn thành chủ kinh ngạc. Không ngờ tới tu vi của công chúa đã đạt đến tình trạng này, mình cũng có một chút không nhìn thấu. Trường Nhạc Cung, một đầu rồng dân lão đảo chạy vào. Đại nhân, đại nhân, bên ngoài của nữ tử tìm người. Nữ tử sao? Lục Khiêm hơi hiếu kỳ. Nữ nhân nào? Đi ra cửa xem xét, chỉ thấy một nữ tử khí chất như tiên đạp chân qua sen, dị hương sông vào mũi, nhìn thấy mình lập tức cười nói Lục Khiêm ta tới tìm ngươi khiêu chiến Khiêu chiến sao? Lục Khiêm cẩn thận nghĩ lại Không nói vẫn còn quên gốc đà này Ngươi xác định Thua cũng đừng có khóc nha Ngươi quá coi thường ta rồi Chân của Tố Nga đạp lên qua sen Một tiếng gian kỳ diệu gian lên Pháp tướng xuất hiện Pháp tướng cao ngàn trượng Chân đạp kim liên Dị tượng và hoa sen quanh quẩn khuôn mặt giống tố nga đến tám phần mi tâm có một đồ án hoa sen lớn nương theo thiên nữ pháp tướng là tầng đạo lôi tiêu giống như xích xà từng đạo xích tiêu dữ tận rơi xuống mang theo khí thế đánh dở ngàn dạng và sức mạnh giết chết yêu ma chính đạo bầu trời đã bị lôi đình màu đỏ này nhuộm thành màu huyết hồng lục khiêm ở trong đó càng là trung tâm của cơn bão làn da có cảm giác đào nhói mãnh liệt khí áp xung quanh nhanh chóng lên cao, không khí kịch liệt mà sát, vậy mà bỗng dưng sinh ra qua lửa. Hư không tĩnh lặng, âm dương đảo lộn, giống như là thiên địa cũng đối địch giãn. Thiên nữ, thiên nữ sao? Thiên địa chi nữ, mượn sức mạnh của thiên địa, chẳng qua cũng chỉ như vậy thôi. Phá! Hai mắt của lục kim thả ra kim quang, trong tay xuất hiện một cái cục gạch, cục gạch quay tròn bay trên trời cao, sau đó cấp tóc biển lớn. Đây là bắt âm phong đô sơn, đại ma bàn phong đô sơn dung hợp thiên địa của sức mạnh chôn dùi âm dương. Xung quanh toát ra một loại lực lượng tiến vào bên trong lôi đình màu đỏ giống như linh xà, bị bóp bảy tắt, lập tức dừng lại lực lượng nào đó không ngừng làm hao mòn cái vật này. Chỉ chốc lát biến mất hầu như không còn, quá thành lực lượng tinh thuần nhất. Đây là bắt âm phong đô sơn. Đại ma bàn phong đô sơn dung hợp thiên địa có sức mạnh chung dùi âm dương. Xung quanh toát ra một loại lực trường tiến vào bên trong lôi đình màu đỏ giống như là linh xà bị bóp bậy tắt. Lập tức dừng lại. Lực lượng nào đó không ngừng làm hao mòn vật này. Chỉ chốc lát đã biến mất hầu như không còn. Quá thành một lực lượng tinh thuần nhất. Lục khiêm lách mình xuất hiện sau lưng của thiên nữ pháp tướng thân hình cất cao dạng trượng, hai con người màu vàng ống nhìn tổ Nga. Ngươi... Trong thành nằm kiều to duyên dáng của thiên nữ, Lục Khiêm đưa tay phải ra, đặt lên da của thiên nữ, trên làn da trắng như tuyết, có một chút lạnh lẽo. Chương 817, 7 ngày tất lấy đầu người. Ngươi quá yếu rồi. Lục Khiêm cười lớn một tiếng, sau đó mạnh mẽ nắm chặt. Thiên nữ pháp tướng dở dụng tại chỗ, biến thành những cánh hoa rực rỡ khắp bầu trời thân hình của tố nga rơi xuống đất nhìn thấy là phải rơi xuống đất thôi một đôi tay ấm áp nắm lấy eo của nàng hai người ổn định hạ xuống mặt đất sắc mặt của tố nga ửng đỏ tránh thoát không biết là xấu hổ hay là thẹn thùng nàng gắt một cái nói ta sẽ còn trở lại nói xong thân hình biến mất ngay tại chỗ hành động này rất là nhờn nhưng mà đối với một tiểu cô nương vừa mới vào đời này mà nói phải có hiệu quả cực kỳ tốt. Vừa rồi hơi hợt phá mất pháp thuật của Tô Nga, chắc hẳn lúc này ấn tượng của nàng rất sâu sắc. Lục Khiêm cũng không phải là động lòng với tiểu cô nương này, mà là xuất phát từ lợi ích. Tất cả mọi người đều biết rõ đây là nữ nhi của câu ly thần dương. Lục Khiêm làm như vậy cũng chỉ là tạo nên một loại cảm giác có quan hệ rất tốt với Tô Nga. Sau này, việc của quyền lão hắc đế bị bại lộ, câu ly thần dương có thể là người đầu tiên ra tay. Không biết có thể nhờ vào đó để câu ly thần dương sợ ném chuột dở bình hay không. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy có thể hơi ngây thơ. Minh Hải, lương môn thành của Dương Triều Câu Ly. Một thư sinh áo xanh có khuôn mặt bình thường cầm theo mức qua quả được bọc trong giấy dầu gõ cửa một cái. Cửa gỗ chậm rãi mở ra, ở phía sau cửa là một thiếu phụ phong thái yểu điệu, thiếu phụ mặc áo giải gai thù ráp, bàn tay của vết chai. Thoạt nhìn giống như một thục nữ dịu dàng, siêng năng tiết kiệm, mà không phải là thiên kim mười ngón tay không dính xuân thủy. Tả Lan, người tới rồi. Thiếu phụ cười dịu dàng. Thành nhi, bọn nhỏ đều ngủ rồi sao? Ta có mua chút mức qua quả, ngày mai cho mấy đứa nhỏ ăn đi tả bất bình nở nụ cười trên khuôn mặt lạnh lùng đưa cái túi giấy dầu cho thanh nhi đêm nay không có ở lại ăn cơm sao thanh nhi hỏi không được thanh nhi dừng một chút nói lại làm nhiệm vụ rồi sao thật xin lỗi chúng ta liên lụy ngươi rồi không sao nên làm mà mấy ngày nữa ta sẽ quay lại nam tử quay người rời khỏi đây chính là ẩn sát đường chủ tên là tả bất bình Thân phận của người này thần bí, có rất nhiều thân phận, rất nhiều người đều biết y, nhưng mà không ai biết rõ cái nào mới là thân phận chân thật của y. Ngoại trừ lâu chủ, không ai biết rõ Dương Triều Câu Ly này mới là nhà của y. Ngày hôm sau, trên cửa thành Thiên Trung Thành treo một phong thư, có người mở ra, trên đó viết, bảy ngày sau lấy đầu của Lục Khiêm phong đô sơn. Từ ngày đầu tiên cho đến ngày thứ bảy, có thời gian và lộ trình rõ ràng đánh dấu người chết ở đâu như thế nào cho đến ngày thứ bảy để lấy đầu của lục khiêm hành vi này vô cùng kiêu ngạo mặc dù lãm sát nhưng mà việc lại làm quan minh chính đại đại nhân xảy ra chuyện rồi có người gửi chiến thư tờ giấy được người dâng lên từ nét chữ không có thể nhìn thấy gì giết người sao người phái người mau chóng nhìn chăm chú tướng thủ thành đừng có để bọn trộm lợi dụng sơ hở lục khiêm thúc giục pháp lực trang giấy đó hóa thành tro tàn trên đó viết ngày mai giết tướng lĩnh thủ vệ của chu nhất phàm của thiên trung thành và cả nhà của gã thời gian địa điểm phương pháp ghi rõ ràng không giấu giếm thủ hạ bỗng nhiên nói đại nhân đây không phải là kế điệu hổ ly sơn chứ không biết rõ các ngươi nhìn xem trước đi không đáng ngạc nhiên chắc chắn là thiên đạo lâu nhiều năm không có động tĩnh lục khiêm chắc chắn sẽ không có bị người nắm mũi dắt đi, lấy bất biến ứng dạng biến. Ngày hôm sau, dưới sự dây xem của mọi người, toàn bộ nhà của Chu Nhất Phạm đã bị một loại lực lượng vô danh nào đó cho nổ tung. Cái này nhĩ cầm trợn mắt há mồm. Ngưu đầu tướng quân đi theo Lục Khiêm từ khi còn là Tây Phương hung thần, theo tu vi của Lục Khiêm tăng lên, địa vị của gã như diều gặp gió, tu vi tăng lên không ít cũng coi như là đã gặp rất nhiều sự kiện lớn, nhưng mà nhìn thấy tình huống hôm nay vẫn làm cho gã quá sợ hãi. Từ khi mà biết rõ thư khiêu chiến, gã đã phái người canh giữ ở đây, một khắc không có rời mắt, vậy mà chết đi như vậy. Nhĩ cầm, tìm thấy thân thể của Chu Nhất Phạm, không còn cách nào đành phải trở về tìm Lục Khiêm phục mệnh. Chết rồi, Lục Khiêm ngoài ý muốn, đối phương thật đúng là có chuyện. Kế tiếp là ai? Lục Kim hỏi, kế tiếp là nhật du thần bồ phong, kiểu chết là liệt quả đốt người mà chết. Nhĩ cầm nói, sau đó phẫn nộ nói, gia quả này quá là kiêu ngạo, còn để lại một tờ giấy ở hiện trường. Cách ta càng ngày càng gần rồi. Lục Kim cũng không có sợ hãi. Ngày mai tiếp tục canh gác, 12 canh giờ, một khắc cũng không có thể rời khỏi. Chương 818 Tin tức tốt và tin tức xấu. Ngày kế tiếp, phủ đệ của Nhật Du Thần. Nhật Du Thần là một quỷ thần tóc vàng, mắt vàng, gã tu luyện đại Nhật Quang tượng Pháp, quanh năm hấp thu tinh hoa của mặt trời, khiến cho tóc biến thành cái bộ dáng này. Nhĩ Cầm đứng bên cạnh Nhật Du Thần. Nhật Du Thần hơi bất an, nhìn về phía Nhĩ Cầm nói, phong đồ đại nhân không có thông báo cho cung chủ bọn họ sao? Báo rồi, mấy người cung chủ tạm thời không có rảnh, ta cầm nhân hoàng kiếm của phong đô đại nhân, lần này nhất định tuyệt đối không có sai sót nhầm lẫn. Nói xong, nhĩ cầm quay tay phải, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một cái hộp gỗ. Chiếc hộp không có hoa văn phức tạp, kiểu dáng xưa cũ, lộ ra sát khí kinh người. Đây là nhân hoàng kiếm, có ý thức nhất định, chỉ cần có địch nhân xuất hiện lập tức có phản ứng nhân hoàng kiếm lục trọng bảo cấm viên mãn quy lực tương đương với đầu kiếp chỉ cần không phải là cao thủ nguyên thần cơ bản có thể bình yên vô sự vậy ta sẽ a à, a à, cứu mãn nhật du thần vừa mới yên lòng trực tiếp cảm giác lục phủ ngũ tạng đau đớn một hồi hả sao vậy nhĩ cầm tướng quân nghi hoặc xoay đầu lại thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hãi chỉ thấy thất khiếu của nhật du thần phun ra quả diễm đỏ như máu ánh mắt của gã hoảng sợ hé miệng yết hầu phát ra âm thanh a à a à. một câu cũng không nói nên lời ba hơi thở trôi qua nhật du thần đã hóa thành tro tàn vĩnh viễn không siêu sinh cái này lần này nhân hoàng kiếm phản ứng lại xoay trên không trung mấy vòng giống như con ruồi không đầu hộ vệ xung quanh bị dọa đến ướt đẫm mồ hôi lạnh đặc biệt là nhĩ cầm. Nhật du thần cách mình không có đến ba thước, trơ mắt nhìn người ta mất mạng. Loại lực lượng này đánh vào thị giác không phải là người bình thường có thể tưởng tượng được. Lúc này, bầu trời bay tới một đám mây đen, bên trong đám mây có một bóng người. Đám người nhìn thấy bóng người lập tức nửa quỳ hành lễ, bãi kiến phương đồng đại nhân. Người đến lại là bắt đảo quân Phương Đồng. Đương nhiên, đây cũng là lục khiêm biến qua thành xảy ra cái chuyện gì? Vừa rồi có phát hiện điều gì bất thường không? sắc mặt của Phương Đồng khó coi, đám người bị dọa đến rung lẩy bẩy, thuộc hạ bất tài, Nhật Du Thần cứ như vậy mà chết, tại hạ không nhìn ra cái gì. Phương Đồng đạo nhân tuần tra không có kết quả, lập tức rời khỏi. chuyện ngày hôm nay nhất lên sóng gió to lớn ở bên trong Thiên Trung Thành, lòng người bàn hoàng, nhất là mấy cái tên trên danh sách kia, thậm chí càng sợ hãi hơn có người triển khai trọng binh trước cửa nhà của mình, có người không biết tránh đi chỗ nào rồi. Đối phương giết người, thần không biết, quỷ không hay, lại trắng trợn khiêu khích. Chuyện này đã kích thật lớn vào khí thế của đám người. Hai ngày sau, lại có hai người chết. Cổ thương thiên nhìn đám người nói, không cần phải kinh quản, bản tọa biết hung thủ là ai, ngày mai sẽ lấy đầu người này. Một ánh mắt bình thản từ một nơi không có biết tên nhìn người đứng ở trung tâm này trong lòng không khỏi hiện lên một tia trào phúng còn biết hung thủ là ai mình ở ngay trước mặt mà còn không biết rõ tả bất bình nghĩ thầm y giết người thích thông báo trước sau đó làm nền từng bước một từ quan hệ xa gần từng bước giết lên làm áp lực tâm lý của mục tiêu đạt đến đỉnh điểm nhĩ cầm kia và cái lão nhân đi theo phong đô trước đây cũng đã bị giết mình giết người ở đây cách gã ba trượng mà cũng không biết. Xem ra linh quân thứ sáu này chẳng qua cũng chỉ là thế. Đoán chừng gia quả này ở nhà gấp đến độ xoay quanh. Đến lúc đó chính là thời cơ thu hoạch sinh mệnh dễ dàng nhất. Làm xong một đơn này có thể mua tiên thiên anh khí đại dược đan cho thanh nhi bọn họ rồi. Đan này có thể làm phạm nhân phục sinh, cũng tăng gia tuổi thọ trăm năm. Lấy máu đầu tim của đứa bé trai và gái có giờ dương ngày dương tháng dương giờ âm ngày âm tháng âm phối với mấy bảo vật hiếm thấy để mà chế thành giá cả thì đắt đỏ ưu điểm là có thể được sử dụng vô thời hạn khi số lần sử dụng tăng lên tuổi thọ tăng lên sẽ giảm dần bọn họ hiện tại ăn một viên chỉ có tăng thêm một năm tuổi thọ cho nên đơn hàng một tỷ pháp tiền này tả bất bình nhất định là phải nhận thành nhi là thê tử của tả bất bình thời điểm y vẫn là phàm nhân hơn 800 năm trước khi đó tu sĩ trả thù giết mẹ con ba người lâu chủ xuất hiện mới cứu được các nàng sau đó y trở thành sát thủ của thiên đạo lâu vì duyên thọ đan của vợ con thủ đoạn của y tàn nhẫn đến cực điểm đã từng vì tìm một mục tiêu nào đó không tiếc dùng kỳ độc đọc chết người của một quốc gia không biết tại sao y lại nghĩ tới câu nói kia của cổ thương thiên chẳng lẽ đã thật sự phát hiện ra thân phận của mình? Hẳn là phù trường thành thế thôi. Tả bất bình, khinh thường cười một tiếng, xoay người, bay về phía quê quán của mình. Giết nhiều người như vậy, trái tim của tả bất bình đã nguội lạnh từ lâu. Chỉ khi đối mặt với người nhà mới xuất hiện một mặt ấm áp. Chương 819 Tin tức tốt và tin tức xấu Lương Môn Thành Cửa thành đã mở rộng, các đoàn xe buôn chở hàng hóa ra vào tấp nập. Dương Đại Gia bán cho một phần mức qua quả. Tả bất bình, quá thân thành một thư sinh, đi vào một quán nhỏ trước mặt. Lý Tu Tài mới trở về sau, chờ một lát nha. Dương Đại Gia bọc các loại mức lại đưa cho tả bất bình. Cầm lấy đi, thất thần làm gì? Dương Đại Gia phát hiện tiểu tử trước mặt không có nhúc nhích. Ánh mắt của tả bất bình nheo lại. Y thình lình phát hiện ra một người trẻ tuổi đang ngồi trong quầy hàng bên cạnh người trẻ tuổi kia không cần phải nói nhiều chính là mục tiêu quy phong đô đạo nhân lục khiêm trong lòng quy có dự cảm không tốt ngồi đi lục khiêm cũng nhìn thấy người này cười tủm tỉm chào hỏi tả bất bình ngồi đối diện với lục khiêm lạnh lùng nói người nhà của ta đâu đã tìm tới ta như vậy thì làm một trận đi chết sống có số các nàng vô tội thời điểm ngươi giết người khác cũng không có nghĩ như vậy. Lục Khiêm nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Tin tức xấu và tin tức tốt, người nghe cái nào? Tả bất bình không có nói gì, lạnh lùng nhìn Lục Kim. Lục Kim lẩm bẩm nói, tin tức xấu giống như những người ngươi nghĩ. Khí thế đối diện dần dần tăng lên, mây đen cuồn cuộn, bầu trời tối sầm. Lục Kim không có hề bị lay động nói, tin tức tốt là sau này cơm tất niên ngươi chỉ có thể mua đồ ăn của một người chết đi trái tim của mục tiêu không có bị phá ngược lại tả bất bình bị phá trước tìm chết chôn cùng các nàng đi hai mắt của tả bất bình đỏ thẫm tức sùi bọt mép trong lòng tràn đầy oán hận hận là không có thể rút gân lột da lục khiêm ăn tươi nuốt sống rút linh hồn ra đặt trong lửa đốt cháy ngàn năm tam xích thanh phong bỗng nhiên xuất hiện chỉ thẳng vào mi tâm của lục kim kiếm này tên là kiếp giận chi kiếm bảo cấm kiếp giận của nó có thể dẫn kiếp lên trên người công pháp thần hồn nhục thân chỉ cần có một sơ hở giờ phút này đều sẽ bị bạo lộ ra lục Kim cảm giác một lực lượng vô hình theo tứ phía bốn phương tám hướng giọt tới khí thế trên người bị kích hoạt như canh sôi như có thứ gì đó bộc phát một ngàn dặm sụp đổ vì tổ kiến lực lượng vô hình này chính là muốn tìm ra tổ kiến trên người của mình rồi thúc giục cho nó sụp đổ tâm niệm vừa động loại lực lượng này đã biến mất không thấy nữa sức mạnh của kiếp giận không có làm tổn thương đến mình chút nào nhân hoàng kiếm ra khỏi giỏ bổ một cái vào trên thân kiếm kiếp giận bắn toàn bộ ra diêm ra chân thân của mình là kim thân không một kẻ hở trải qua ba đạo thiên kiếp sớm đã đạt đến cảnh giới hoàng mỹ rồi sao có thể tùy tiện tìm được lỗ thủng? Một người, một kiếm, gặp chiêu phá chiêu, kiếm khí tản mát ra lúc này, chôn dùi bán kính trăm trượng. Người và dạ vật trong phạm vi quá thành bột mịn. Tả bất bình, quá thân thành phượng hoàng, từng tiếng mạnh mẽ. Thái dương chân quả đỏ thẳm trong miệng, toàn bộ bầu trời thần môn thành đã bị nhuộm đỏ thành màu đỏ thẳm. Thân hình của lục khiêm phóng lên trời, biến thành hàng ly màu xanh như băng miệng phun ra quyền băng màu lam. Dẫn khí trong bán kính ngàn dặm tiêu tan, chấn động khiến cho tường thành phía dưới âm âm sụp đổ. May mắn hai người chiến đấu trên không trung, nếu là trên mặt đất, chỉ sợ toàn bộ thành trì sụp đổ trong khoảnh khắc. Thất thập nhị biến sao? Ngươi... Còn ngươi của tả bất bình co rụt lại, không ngờ đối phương cũng biết thất thập nhị biến, trình độ còn không thấp. Không phải vậy, làm sao mà ta phát hiện ra ngươi ở đây? Lục Khiêm cười lạnh, sở dĩ mà hành tung của gia quả này bất định, chính là dựa vào chiêu thất thập nhị biến này, và thuộc tâm thần thao túng lòng người. Cho dù như thế nào, hôm nay, ngươi phải ở lại cái chỗ này, chôn cùng thanh nhi. Tả bất bình, gầm lên điên cuồng, hai con mắt bắn ra sát khí đỏ thẫm. Phía sau, lờ mờ xuất hiện một ma đầu màu đỏ. Khuôn mặt của ma đầu không ngừng thay đổi, lúc khóc lúc cười, đủ loại ảo ảnh trên đời như muốn kéo người ta xuống vực sâu. Lục Khiêm phát hiện, sắc trời lập tức thay đổi từ ngày sang đêm, xung quanh là yêu ma của hình thái khác nhau. Lục Khiêm, cứu ta! Những người đã trải qua điều đó trong quá khứ nằm trong số những yêu ma, hoặc là chửi mắng, hoặc cầu xin tha thứ, hoặc gầm thét. Dù số yêu ma thay đổi hình dạng làm cho người không phân biệt được, đồng thời lục khiêm cảm thấy thất tình lục dục trong cơ thể bốc lên như muốn quá thành thân quả nhiễm vô tận đốt trụi tất cả sự vật trước mặt ý nghĩ này vừa mới dâng lên trong lòng xuất hiện cảm giác ớn lạnh tạp niệm đã biến mất không còn tâm tích quan minh lưu ly tâm của hắn cũng không phải là ăn chay cảnh giới quang minh như cự luyện đến đại thành không phải là con chó con mèo bình thường nào cũng có thể phá vỡ nội tâm của mình nhìn thấy lục khiêm phá mất quyển cảnh dễ như trở bàn tay trong lòng của tả bất bình hết sức kinh ngạc chẳng lẽ chỉ có dùng một chiêu kia sao thành nhi cũng đã chết rồi ta làm người còn có ý nghĩa gì chứ chương 820 quẩn ma hai người biến hóa các loại thần chiến lúc này một chiêu thần long bãi dĩ của tả bất bình đánh bay lục khiêm sau đó đứng ngơ ngác tại chỗ hát quả vô danh phun ra theo thất khiếu quỳ tuôn ra theo từng lỗ chân lòng ngay lập tức bao quanh y toàn bộ huyết nhục xương cốt pháp lực quỳ đều đã biến thành một làn khói đen như mực khí thế liên tục tăng lên sinh linh trong bán kính trăm dặm hai con mắt đen như mực giống như là phát điên tấn công sinh linh xung quanh phụ tử giết lẫn nhau thủ túc tương tàn từng cảnh tượng thảm kịch nhân gian giống như là địa ngục trần gian thiên ma sao? Lục Khiêm chấn động trong lòng, tình huống phía dưới tên là ma nhiễm. Thiên ma sở dĩ bị người kiên kỵ chính là bởi vì bọn họ truyền nhiễm giống dịch bệnh, tâm thần của người xấu và đạo hạnh. Tâm thần tu sĩ và thiên ma chỉ trong một ý niệm. Nội tâm của tâm thần tu sĩ vô cùng mạnh mẽ, một khi phá vỡ phòng ngự, khi quá thân thành thiên ma càng mạnh hơn. Dũng tu vi của tả bất bình không hơn mình bao nhiêu bây giờ đã biến thành thiên ma, chẳng phải quy lực càng mạnh sao? Khói đen như các vàng gào thét trên không trung, cuối cùng hội tụ thành một khuôn mặt người có nửa phần tương tự với tả bất bình, với hai chiếc sừng cuộn lên trên đầu. Bản tọa tên là Phạn Ba, bản tọa đến thế giới này chắc chắn sẽ cướp đi đạo hạnh nhục thân của ngươi, tất cả mọi thứ đua bẩn nữ nhân trước mặt của ngươi. <laughs> thiên ma tràn ngập khắp nơi, quả diễm trong lọc của lục khiêm bắt đầu cháy hừng hực. Phạn ba, đồ đần. Thời khắc làng khối đen như mực bao phủ lục khiêm, sau lưng của lục khiêm bỗng xuất hiện một bóng người. Bóng người này mặc áo trắng, tướng mạo anh Tuấn, mang trên mặt một nụ cười bất cần đời. Khoảnh khắc mà tả bất bình, nhìn thấy người này thân thể chấn động như bị tia sét nuốt chửng Dù tướng thiên ma, chạy. Trong lòng của tả bất bình chỉ có suy nghĩ này trong đầu. Y thuộc về quẩn ma, thông qua sắc quẩn, thụ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn, ảnh hưởng đến người khác, gây nên lạnh nóng rét ấm, đói khát đau khổ. Mà vô tướng thiên ma thì khác, nó chẳng phải là cái gì, nhưng cái gì cũng phải. Thuộc về ma chủ chi tư, cảnh giới này của Y làm sao mà địch nổi, 36 kế, chuồng là thượng sạch. Còn chưa có chạy được bao xa, dạng trượng ma niệm bao phủ xuống tả bất bình mất đi ý thức ngay tại chỗ lý độ một lần nữa quá thành hình người đứng trước mặt của lục khiêm thỏa mãn ở một cái không tệ rất thuần hậu đa tạ theo như nhu cầu thôi lục khiêm cười nói cũng đúng lần sau mà gặp được loại kẻ thù này nhất định phải dùng chủng ma chi pháp ta một kích liền có thể giết chết lý độ suy nghĩ một chút lại nói thêm Kế hoạch mà ngươi nói, ta chỉ sợ không có thể đảm nhiệm được. Nhiều nhất chỉ có thể vừa thực hiện ảnh hưởng, tìm được sơ hở. Cái gọi là kế hoạch, chính là lập hồ sơ. Lục Khiêm dài ngày trước đi U Minh ở Nam Linh Dược một chuyến, đặc biệt là tìm tới Lý Mộ, mời lão xuống núi. Sau này, nếu bí mật của đám người quyền lão hắc đế bị bại lộ, thì đến giúp mình chống đỡ hiện trường. Vì sao? Lục Khiêm không hiểu, thiên ma không có am hiểu đấu pháp ta hiện tại vừa mới tiến vào hiển thánh nếu như đạt đến cảnh giới đại hiển thánh trạm phá hồng trần tam linh bất diệt năng lực đấu pháp nâng cao hơn một chút thiên ma vô hình vô chất tu luyện tới cảnh giới hiển thánh có thể bỏ qua giới hạn khoảng cách giữa thế giới và vật chất tùy ý đến bất kỳ ngôi sao nào đã biết thiên ma chủ yếu là lấy tâm linh để mà can thiệp hiện thực đối phó với con người cũng là loại phương pháp này chỉ cần tâm linh lộ ra sơ hở cho dù tu vi của đối phương cao gấp mấy chục lần cũng có thể nhẹ nhàng kéo xuống ngựa nhưng mà đối với kiểu đại hỗn chiến quy mô lớn tiết tấu nhanh kia hiệu quả có phần giảm đi bản thân của bọn họ cũng không có pháp thuật đặc biệt mạnh mẽ ít nhất không thể làm chủ lực nhiều nhất ở bên cạnh tìm kiếm sơ hở không sao đến thời điểm nhớ kỹ phải tới là được Lục Kim chợt nhớ tới cái gì. Đúng rồi, ta hoài nghi, người của Thiên Đạo lâu tu chính là Thiên Ma chi đạo. Vậy thì thú vị, Lý Độ cười một tiếng, tà khí lẫm liệt. Ngày hôm sau, tin tức của Tả Bất Bình đã chết truyền khắp bốn phương, người của Thiên Đạo lâu biết được đầu tiên, bắt đầu sắp xếp ám thủ. Ngày thứ ba, Lục Kim không có đợi được người của Thiên Đạo lâu, ngược lại là người một nhà bên này loạn lên trước. Giấy không có gói được lửa Ngũ khí thành Nơi đây là tổng bộ Của đông đậu quân ngũ khí chi quỷ Nằm ở âm ngọc chi cảnh Phía đông nam hải của thế giới trung tâm Ngũ khí thành Là một thành trì hùng dĩ Trên một ngọn núi dốc Ngọn núi giấu trong mây mù đen như mực Âm u quanh năm Mà thế giới xung quanh lại sáng như ban ngày Đây là một cơn ác mộng kinh hoàng nhất Trong mắt của 12 dân tộc trong ấn tượng của những người phàm ở đây, đây là một nơi đáng sợ nhất trên thế giới, là nguồn gốc của mọi thảm họa. Các bạn vừa nghe xong tập 87 bàn môn đạo sĩ tại chí quái thế giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.